Thì các bạn sẽ thấy là lúc này mình sẽ mô tả sự hình thành của bộ phổi, mô tả sự hình thành thanh quản, mô tả sự hình thành khí quản, phế quản phổi, mô tả sự trưởng thành của phổi, ví dụ một số vài dị tật của đường hô hấp. Thì ở đây là nhắc lại cái giải phẫu có hệ hô hấp, bài giảng cô mới vừa gửi đó. Thì các bạn sẽ thấy là đối với hệ hô hấp thì chúng ta sẽ có hệ hô hấp trên, cái đường hô hấp trên và cái đường hô hấp dưới. Cái đường hô hấp trên thì các bạn sẽ thấy gồm các hệ thống xoang ha, rồi gồm khoang, hầu ha. Còn đường hô hấp dưới thì có thanh quản, khí quản, phế quản, phổi. Rồi dài xuống thì có mấy cái tiểu phế quản ha, và phế nang. Thì các bạn sẽ thấy là phân theo cái chức năng thì chúng ta sẽ có là cái khí quản, rồi phế quản, tiểu phế quản, rồi tiểu phế quản thận. Rồi thì chúng ta thấy cái phần dẫn khí thì từ khoang mũi cho đến cái phần tiểu phế quản thận, còn cái phần hô hấp thì gồm cái phế quản hô hấp rồi tới cái ống phế nang, túi phế nang, rồi phế nang. Thì các bạn thấy cái phần này sau này mình sẽ xem mô học á, thì các bạn thấy là cái phổi mà đặc điểm nhận diện nó là nó có hình dạng theo mô trên hình ảnh mô học á, thì các bạn thấy nó có hình dạng tổ ong đúng không? Thì tổ ong, mấy cái tổ ong nhỏ nhỏ các bạn hình, các bạn thấy đó là những cái phế nang, rồi những cái phế nang nó thông với nhau tạo thành cái túi, rồi nhiều cái túi nó thông với nhau thành là cả ống đó. Rồi thì các bạn sẽ thấy ở đây sự hình thành, đầu tiên chúng ta sẽ nói sự hình thành của nụ phổi. Thì các bạn thấy khi mà như vậy thì túi thừa hô hấp nó xuất hiện từ cái bụng trước. Đó là lý do mà cô nói thầy Quân là thôi để cô đẩy từ cái bài khô tiêu hóa qua luôn cái phần hô hấp. Đó. Bây giờ mình để một ba. Thank you.
răng mấy nó căng quá. Thank you.
Hãy
hyaluronic acid hết. Thì là có một sản phẩm của chu kỳ kế bên, các bạn có thể nốt vô cái bài giảng chu kỳ vô. A retinoid cô đọc sao thì các bạn biết như vậy. Thì cái phần mà các bạn sẽ thấy là khi mà thật ra đây là một cái sản phẩm của chu kỳ, nhưng nó không phải là của chu kỳ tạng mà là ở chu kỳ kế bên nó tác động. Thì khi mà nó tăng cái lượng acid retinoic acid khi nó tăng lên á, thì nó sẽ làm tăng cái biểu hiện cái yếu tố phiên mã TBX1 ở nội bì của cái ống ruột. Thì các bạn thấy khi mà có cái tăng cái yếu tố phiên mã TBX1 á, sợ hai mốc đó. Cô bây giờ con phát âm được sờ một mốc hay sờ hai mốc, con cô cứ nói mẹ phát âm sai cái chữ nước ngoài, sờ nhẹ sờ nặng nó kêu mệt quá tôi Mỹ lá sợ thôi ha. Thì khi mà cái tăng cái yếu tố phiên mã nó ở cái phần mà nội bì của ruột trước á, thì nó mới cảm ứng nó tạo thành cái nụ phổi đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái nụ phổi nó xuất hiện ở đâu, ở ruột trước đúng không? Anh là ở hô hấp mà anh đi chung ở chung nhà với tôi trên cái con đường của tiêu hóa đúng không? Là tiêu hóa ruột trước, ruột giữa, ruột sau đang ở ruột trước này. Nó đáng lẽ ruột trước là tôi chỉ có hình thành đâu là dạ dày rồi tan tụy này kia, anh ở đâu ra cái nụ tụy nó phát triển ở thành ở ruột trước như vậy thì nó nhờ cái yếu tố, một yếu tố nào đó. Thì các bạn thấy đó là do sự tăng của cái acid retinoid nó làm tăng cái yếu tố phiên mã lên. Thì lúc này cái yếu tố phiên mã TBX4 nó mới cảm ứng để nó tạo thành cái gì? Tạo thành cái nụ phổi. Và lúc này nó lại tiếp tục nó tăng lên, cái yếu tố phiên mã nó lại tiếp tục biểu hiện. Và lúc này nó sẽ cảm ứng, nó tạo thành tiếp biểu hiện cái sự tăng trưởng của nụ phổi và phát triển thành cái gì? Nụ phổi phát triển thành gì? Phổi đúng không? Thì các bạn sẽ thấy nụ là những cái cơ quan mà khi người ta sử dụng từ nụ thì anh bút là thì là những cái cơ quan còn non nó nhỏ, nó là cơ quan nguyên thủy và sau đó nó mới trưởng thành. Thì các bạn sẽ thấy là như vậy, cái yếu tố TBX4 nó làm tăng cái gì? Nó làm tăng cái biểu hiện của cái hình thành của cái nụ phổi, và khi nó càng tăng lên thì nó làm việc hóa liên tục tạo thành phổi. Rồi, ở đây cái màu xanh cô nhớ hoài là hồi nhỏ cô đi học á, học lịch sử
học lịch sử đó bác thầy bác vẽ cái bản đồ mà đánh trận đó là nhĩ dù ở đâu rồi chỗ này có tấn công mũi nào rồi chính nhĩ dù đây xong cái cô vẽ xong thầy kêu vậy Linh em nhĩ dù ra biển nào đó vậy vẽ không được đó. Mà sao số phận ha dẫn đến giải chạy giờ môn là gì cũng vẽ. Hồi trước cô đi học bắt vẽ cô vẽ thế là vẽ nhưng mà cô cảm thấy là cái năng khiếu của cô không phải ở vẽ bây giờ xin chị cô không biết vẽ không yêu cầu vẽ nữa. Rồi thì bây giờ nào quay lại nhớ giùm tôi nha, cái màu vàng đó là cái ruột trước đó ha. Thì các bạn thấy vị trí này là vị trí gần thực quản ha. Thì sau đó cái G này nó hợp nhất. Thấy cái G nó hợp nhất không? Cái hình B đó khép lại đó. Lúc đầu nó là một đúng không? Hai cái vị trí, hai cái phần mà đụng phổi với phần trước là nó không với nhau. Cái các bạn thấy là bây giờ nó khép lại nó tách đôi ra. Đó. Đó là các bạn thấy bất thường là sao? Cũng là do những cái quá trình này. Thì lúc này thì cái G nó hợp nhất để nó hình thành cái vách ngăn khí và thực quản. Thì ruột trước được chia thành phần lưng ha, thực quản và cái phần bụng khí quản và ruột phổi. Nên các bạn sẽ thấy cái nam mà khí quản thực quản nó hay đi chung vậy. Nhớ không? Nhớ cái lam mô và bữa tôi coi tiếp nè. Đừng có nói câu rỗng phương nha mấy đứa. Đừng có nói câu rỗng phương đừng quên nha. Vài bữa nữa ôn lại. Là trên cơ sở là các bạn đã nắm hết rồi đó. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà các cơ quan hô hấp nó nguyên thủy nó thông thương với hầu ha, nó thông qua cái lỗ thanh môn. Các bạn xác định dùm cô cái lỗ thanh môn có chút thích ha. Thì các bạn sẽ thấy là như vậy, thường là cái bất thường của cái vách khí quản thực quản nó sẽ gây, nó có chia khí quản thực quản nó gây ra cái teo thực quản phát sinh hoặc không có cái giò khí quản thực quản ha. Hoặc là các bạn thấy là nó tạo thành ha, nó các bạn sẽ thấy ở đây nó không có thông thương được ha, nó dẫn tới cái hiện tượng là những cái dị tật của cái việc mà quá trình nó tách cái phổi hay cái đụng phổi với cái ruột trước. Thì các bạn sẽ thấy qua cái tuần thứ năm thì bắt đầu cái đụng phổi nó sẽ phân chia thành cái đụng phế quản ha. Và mỗi đụng phế quản nó sẽ phát triển để tạo thành cái phế quản trên phải và trái. Thì bên phải nó tạo ra mấy cái phế quản, bên trái nó tạo ra mấy cái phế quản. Đúng rồi, phải 3 trái 2 ha. Thì tới cuối tháng thứ 6 thì nó sẽ tạo thành khoảng 17 thế hệ. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là lúc này cái lượng khí quản nó đủ. Nên là trong những trường hợp mà bé sinh non thì nó vẫn có thể sống được ha. Và sau khi sinh thì nó phân chia thêm 6 lần nữa để nó hoàn thiện. Thì các bạn sẽ thấy là một khi mà cái màng bụng màng ngoài đi nó tách ra khỏi
khoang màng tim á và khoang màng bụng thì phổi nó sẽ phát triển to ra trong các khoang màng phổi. Thì các bạn sẽ thấy là cái khoang màng phổi ở đây nó cái chỗ nào, chỗ màu cam không? Thấy trên cái slide không? Cô ngồi đây con chỉnh cái máy lau chùi của mình. Rồi nó thì các bạn sẽ thấy nó bắt đầu nó phát triển, nó làm lấp đầy các khoang của khoang màng phổi. Cái chú thích đó các bạn thấy rõ không, chú thích không? Rồi thì cái nhu mô bao ngoài phổi nó phát triển thành màng phổi tạng, còn cái nhu mô bao bọc cái màng thành cơ thể bên trong là cái màng phổi thành. Thì giữa hai cái màng phổi chúng ta có màng phổi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy đây là cái quá trình mà cái khí quản nó chia đi, nó chia để nó hình thành, nó bắt đầu nó trưởng thành của khí phổi. Cái này cái giai đoạn lại nhưng cái slide mà lưu ý là slide này ha, slide lưu ý được chưa? Các bạn lưu ý giùm cô, ghi chú cái nó này giùm cô. Không biết cái này. Rồi. Ở trên slide cô đưa rồi á. Thấy chưa? Rồi thì các bạn sẽ thấy ở đây là bắt đầu cái sự phát triển của phổi ở cái giai đoạn tiểu phế quản và cái giai đoạn ở cái đoạn cuối tận cùng. Thì các bạn sẽ thấy hình A ha, là cái giai đoạn của tiểu phế quản, tức là từ tuần lễ thứ 16 cho đến cái tuần lễ thứ 26. Thì các bạn sẽ thấy là đến cái khoảng cái tháng thứ 7 á, thì lúc này các tiểu phế quản nó phân chia ha, rồi nó phân chia thành nhiều cái ống nhỏ hơn và nó có sự cung cấp của cái mạch máu. Và đến cái giai đoạn thứ 2 là giai đoạn giai đoạn túi tận cùng, thì các bạn sẽ thấy là lúc này cái tiểu phế quản tận nó phân chia, nó tạo thành các cái phế quản hô hấp, và mỗi cái tiểu phế quản ha các bạn sẽ thấy là nó chia, nó phân chia từ 3 đến 6 cái ống phế nang, và lúc này nó hình thành cái các ống tận cùng ha, hay còn gọi là phế nang nguyên thủy. Rồi đến cái giai đoạn cuối tháng thứ 7 là lúc này là đủ cái số lượng cái túi phế nang nó đủ rồi, cái mạch nó cũng trưởng thành rồi, nên là nó đủ để đảm bảo cho cái việc trao đổi khí đầy đủ, nên là các bạn sẽ thấy là trẻ sinh non cũng phải sống sót. Nên nhiều khi các bạn sẽ thấy là khi mà những em bé người ta khi quyết định là có những trường hợp sinh non hoặc là dọa sinh non thì bác sĩ sản phải hỗ trợ can thiệp để không, thứ nhất là nếu như trong mẹ còn giữ được thì phải giữ cho nó qua được cái giai đoạn này, nó tới được cái giai đoạn này, thì trong trường hợp mà lúc đó nó sinh ra sinh non thì người ta vẫn giữ được, vẫn tiếp tục là nuôi nó qua lọc nó, thì để cho nó tiếp tục sống, để nó tiếp tục cái quá trình phát triển của nó. Thì các bạn thấy thở là cái yếu tố quyết định để nó có sự sống hay không. Thì các bạn thấy là đây là một số lưu ý trong sự vận hành của phổi. Thì các bạn sẽ thấy là trước khi sinh thì nó phổi nó chứa cái dung dịch, nó có cái nồng độ cao ít protein và một cái chất tiết nhầy từ phế quản, và đặc biệt là có cái chất surfactant. Ha, surfactant là do cái tế phế bào hai nó phát triển đó. Cái chất này quan trọng không? Quan trọng như thế nào? Bệnh màng trong, có bệnh màng trong, rồi sao nữa? Vậy trong trường hợp là khi nào nó có
Và cái lượng sự phát tâm nó tăng trong giai đoạn nào? Đọc sách, hỏi trong sách. Mua cuốn sách làm gì rồi không chịu đọc? Đúng không? Phải sử dụng với bạn. Tài sản chúng ta mình phải khai thác triệt để. Không để nó tăng không để có không? Có màu mà nó liên quan vậy hả? Thôi ra chỉ còn phần một phần nữa vậy đây các bạn.